Xin kính chào quý cô chú và anh chị đã quay trở lại với kênh Quang Huy Villa Hôm nay tiếp tục với chương trình đi review bán nhà đất chính chủ Anh em tôi đang có mặt ở tại khu A là đại học Ở cái hẻm đường A1 này có cái lộ dưới là 15m và lòng đường là đi 10m Nhà chị Diễm có một cái căn biệt thự thiết kế một trệt, một lầu và một đắp mái Với cái phong cách mái nhật rất là đẹp Và chị Diễm chị đang cần tiền bán để giải quyết công việc Đang chào bán một cái căn biệt thự với cái quy cách là diện tích 10 Nhân với 25, một trệt, một lầu, và một đắp mái Tổng diện tích sàn là đi 313 m, 5 phòng ngủ và 6 toilet. Bây giờ tôi sẽ đưa mọi người cùng vào tham quan căn biệt thự này. Và trong cái tuần vừa qua thì ở khu vực này đã có một cái lô đất đối diện bên này 10 nhân với 25 đã giao dịch với cái mức giá là 80 triệu một mét. Và bây giờ chúng ta hãy cùng vào tham quan một cái căn biệt thự có gara, 5 phòng ngủ, máy Nhật, một trệt, một lầu và một áp mái với cái tổng diện tích sàn nó lên đến hơn 300 m. Ờ, căn này thì hướng nam nha và vị hè đằng trước là đi 3 mét không có lỗi phong thủy này không có vương cống và tủ điện gì hết căn này thì chị hiện tại gia đình nhà chị đang ở và uh, cái tài sản này cũng đang để ở tại ngân hàng tôi sẽ đưa mọi người đi vòng quanh xung quanh nhà sau đó chúng ta sẽ vào tham quan thực địa tại trong uh, cái cái cấu cũng như cái nội thất ở trong căn này và cái căn nhà này tôi nhìn ở bên bên mặt ngoài nó rất là tựa tựa giống như những căn nhà biệt thự ở tại dự án Waterboy ở tại uh, dưới Long An nha rất giống những cái căn biệt thự với cái phong cách thiết kế kiểu nhật như thế đây là cái không gian là sân bên hông 2 mét và bên này thì xây theo cái phong cách là biệt thự đơn lập nó giật sang một bên với cái lòng nhà là 8 nhân với 16 sáu à, một trệt thế này có cái diện tích là đi à, 125 mét sàn và đằng sau của cái căn này thì nó có một cái hẻm thoát hiểm chỗ này có cái hẻm thoát hiểm đằng sau 2 mét này tất cả những căn biệt thự ở tại khu vực làng đại học thì đều có cái đường thoát hiểm ở thoát hiểm ở bên hông 2 mét và căn này thì nội thất như thế này chị sẽ để là nguyên hiện trạng như vậy. Bên này cũng có một cái sân trời nó có diện tích là được khoảng 4 m nhân với 10 mét và bên hông bên đây thì chị cũng xây chừa uh, ra. Đó, để lấy ánh sáng, lấy gió và uh, có cái khoảng không này, rất là nhiều gió nha. Ở đây cực kỳ là mát này, khoảng 1 m. Đó. Chúng ta hãy cùng vào tham quan vì hôm nay là uh, ngày cuối tuần cho nên trong nhà chị ấy, cũng đang có mọi người đang ở trong nhà cho nên chúng ta cũng không có tiện tôi đưa mọi người vào trong các phòng ngủ để chúng ta hãy cùng tham quan đây là không gian khu vực bếp này cái bếp này chị thiết kế hai không gian bếp nha một cái trong nhà và một cái ngoài trời và chỗ này thì nó đủ để chúng ta uh, tổ chức những cái tiệc 3BQ cuối tuần cũng như là nếu mà chúng ta có nhu cầu nấu ăn ở bên ngoài để nó không bị mùi vào trong nhà thì chị đã thiết kế sẵn sàng toàn bộ khu vực bếp ở bên đây à, tủ bếp trên dưới và uh, đồ thiết bị uh, bếp là hiệu uh, panasonic và maloka nha tất cả nội thất để lại một phần trăm toàn bộ tủ bếp trên và tủ bếp dưới đều là gỗ tự nhiên này đó đều là gỗ tự nhiên tất cả gỗ tự nhiên thì nó có độ bền nó có độ bền tốt hơn so với những cái dạng đồ gỗ công nghiệp thì nó chỉ có độ bền khoảng độ 3 đến 5 năm nếu mà không bị mối mọt và bị nước nền thì lót lại cách giả đá 30 60 bây giờ chúng ta hãy cùng vào tham quan cái thiết kế công năng ở trong các phòng ngủ toàn bộ ở khu vực xung quanh thì chỉ có đều làm lưới chống mũi như thế này để cho côn trùng và mũi không có vào trong nhà được đây là cái không gian, là khu vực, một cái bộ bàn ăn, 6 ghế đây Trong đây thì có một cái khu vực bếp Bếp thì hướng uh, Tây Tây Nam Và cái bếp này thì cũng rất là ít khi sử dụng khi mà những gia đình có những cái tiệc BBQ hoặc là Có cái tiệc tân, uh, ngoài trời và những dịp cuối tuần thì chị sẽ Chúng ta sẽ tổ chức ở khu vực đằng sau này Đây không gian với tất cả đồ Malacca hết này Tủ bếp trên, tủ bếp dưới Rồi bếp hiệu uh, Cement Toàn bộ Tất cả đồ nhập khẩu này rất là rộng cái mặt bếp này nó rộng khoảng 80 85 cm đẩy lại 100 cm ờ, bếp trên bếp dưới ở ờ, căn này chỉ xây dựng cũng được 4 5 năm rồi và trần thiết kế rất là cao nhé. trần cao lên 3 mét 3 này có một cái quầy 3 và toàn bộ sàn này lót loại đá 1 mét nha đá 1 mét và căn này do gia đình nhà chị ấy thiết kế công năng để sử dụng cho nên làm rất là kiên cố và chắc chắn nhé toàn bộ đồ nội thất là nhập khẩu này. Cái này thì không có thiết kế thang máy, bên uh, mặt đằng trước này là cái không gian bà, uh, phòng khách để bộ bàn sofa nhưng mà chị ấy đưa cái không gian sử dụng chung lên trên lầu cho nên chỗ này để một cái uh, đàn piano thì cái đàn này chị sẽ đem đi, tất cả đồ sofa thứ để, để lại nhưng mà cái đàn này sẽ mang đi và cái không gian ở bên khu vực mặt đằng trước này thì là cái bộ cửa gỗ tự nhiên nha cửa gỗ tự nhiên và làm uh, cả hệ thống lưới chống mũi này để cho côn trùng cái mũi nó không có vào trong nhà nha rất là đẹp. Phong cách thiết kế nội thất thì theo phong uh, cách châu Âu hiện đại và nhà mặt ngoài thì làm theo cái giật uh, cấp máy nhật. Chỗ này có một cái không gian để chúng ta chị có làm toilet này, rồi uh, toilet uh, và vách tắm đứng. Và có một cái không gian dành cho gara xe hơi, nhưng mà ở bên đây thì cũng uh, rất là an ninh. An ninh hai lớp có bảo vệ và, và khu phố đi uh, bảo vệ đi tuần liên tục cho nên nhà chị ấy cũng để xe bên ngoài chứ không phải đưa vào trong nhà và chỗ này thì chị ấy thiết kế một cái khu vực uh, tủ rượu này trông như là một cái hầm rượu vậy rất là nhiều các loại rượu ở căn này thì có một trệt, một lầu và một uh, tôm cho nên là chị ấy không có thiết kế thang máy nha chúng ta hãy cùng lên tham quan cái không gian của năm cái phòng ngủ này ở chỗ này có một cái phòng uh, một cái phòng này là dành cho phòng này có một cái phòng uh, phòng này dành cho em bé này có thể thiết kế cả tivi cũng như là máy lạnh Uh, có, có thể là công năng chỗ này chúng ta thể làm cái phòng uh, làm việc đọc sách hoặc là cái phòng học dành cho uh, em bé nha bên hông này uh, là một cái miếng đất của nhà bên cạnh một cái miếng đất uh, 10 x 25 nhưng mà người ta chưa sử dụng chưa xây sửa gì hết cho nên chúng ta chiếm dụng được khoảng không ở bên khu vực bên hông này thì cũng có làm một cái cửa lùa ở mặt bên hông này hướng Tây Tây Nam cái căn này thì nó lại có có đến ba cái mặt thoáng cho nên rất là thoáng nha chỗ này thì nó nằm ở cái khu vực uh, tầng trên của cái hầm rượu cho nên nó cũng cái trần nó cao khoảng độ hai m bốn thôi trên đây ở tại lầu 1 thì chỗ này nó có tổng cộng là ba phòng ngủ nhưng mà hiện tại thì đang có hôm nay là cuối tuần nên là đang có người nghỉ ở trong mà chúng tôi cũng rất là tiếc không đưa mọi người vào tham quan không gian của mấy cái phòng ngủ này ba phòng ngủ và trên này thì còn hai phòng ngủ nữa tất cả đều là phòng ngủ master ở tại khu vực chiếu nghỉ cầu thang này chị có thiết kế một cái để một cái đàn piano cũng như là có một cái không gian chúng ta có thể để một bộ bàn trà Để vừa ngồi uống nước Cũng như là Làm việc Sở dành cho cái không gian sinh hoạt chung của ba cái phòng ngủ ở khu vực giữa này Trên đây là cái không gian trên sân thượng, lầu, áp mái này Cũng có một cái phòng ngủ lớn Và một phòng ngủ nhỏ này Trần đây, trên lớp trần này là một lớp bê tông Trên một lớp bê tông Là một lớp gắn máy ngói nhặt nha Mà tôi bật hết điện lên cho mọi người cùng coi cái nền này là chị lát loại đá 60 60 nha đó nhưng mà người ta thì chỗ nhà thầu người ta làm cái chỉ rất là to cái phòng này thì nó được khoảng độ 80 mét vuông wow rất là nhiều quần áo này quần áo dành cho đại gia đình nhà chị ấy. chắc phải đến hàng trăm rưỡi bộ quá cái tài sản này thì đang để ở ngân hàng quý nhà đầu tư có nhu cầu vay à, vốn ngân hàng thì chị sẽ hỗ trợ cửa gỗ uh, gỗ đỏ này một bộ khung bào cửa gỗ gỗ đỏ toàn bộ nội thất sẽ đạt lại 100% bên hông này thì có một cái giếng giếng trời cái giếng trời uh, dành uh, cho phơi đồ tất cả chị đã gắn hệ thống uh, lưới uh, chống côn trùng và mũi mặt đằng trước cũng là một cái lô đất đang bỏ trống với uh, cái không gian như thế này rất là thoáng cái mặt đằng trước là hướng đông đông bắc và trong ma khu làng đại học ABC thì khu A là nơi có cái giá trị bất động sản giao dịch cao nhất trên thị trường. Cho đến khu B và khu C. Ở tại khu B thì đang có một lô đất đang có cái giá trị giao dịch khoảng 60 triệu. Máy nhật giật cấp hai lớp. Đằng sau này có một cái không gian của khu vực của một cái kho và một phòng một phòng ngủ nhỏ này. Trong đây có một cái phòng ngủ. Đó. Rất là thoáng. Ba mặt thoáng và chỗ này chị đang để cái không gian để mà làm cái phòng mà giặt cũng như là sấy đồ, Ủa, cực kỳ nhiều đồ chăn gà vui nè, có đến tận hai cái máy giặt hai cái máy sấy nữa, nhà chị rất là nhiều đồ cho nên rất là tiếc bởi vì hôm nay chúng tôi không đưa mọi người vào tham quan bốn cái năm cái phòng ngủ và đằng sau này là cái lớp mái ngói ở uh, giật cấp ở khu vực uh, bếp, Đó. chỗ đây chúng ta có thể tận dụng làm công năng thành một cái kho và chỗ này thì thành một phòng ngủ nữa tổng cộng năm phòng. Bên đằng sau này cũng vậy không gian Ờ, có thể thiết kế thành một cái kho được và trên áp mái này thì có một uh, hệ thống uh, bồn nước năng lượng mặt trời cũng như là hệ thống nước nóng lạnh cục nóng máy lạnh họ mặt bên hồng rất là thoáng này 25 tỷ giá thì còn thương lượng tại thời điểm tháng 6 năm 2024 kế bên khu vực này là khu vực uh, chợ tạm Phước Kiểng sau này sẽ xây dựng cái trung tâm thương mại và một cái chợ rất là to đây à, ngay đằng sau này gió lùa rất là thoáng luôn chưa trung bình khoảng 100 triệu mét vuông 10 x 25 Ờ, đã bao gồm uh, tiền xây dựng và phần nội thất rồi. Anh em có nhà đầu tư nào có nhu cầu uh, đầu tư một cái bất động sản. căn này cho thuê giá thị trường cũng được khoảng độ 50 triệu một tháng. và vay được vốn tối đa là 70% khoảng độ 16 tỷ nha. Giá thì còn thương lượng. Quý nhà đầu tư nào có nhu cầu mua bất động sản ở tại khu vực nhà bè, đặc biệt là khu vực làng đại học ABC thì inbox anh em tôi đến tham quan một cái căn biệt thự mái Nhật ở tại khu A 10 nhân 25. Ngay kế với nhà cũ của nhà ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã chuyển đi rồi giá đất ở quanh khu vực này khoảng 80 cho đến 95 triệu còn là khu C và khu B rẻ nhất là 60 triệu mét vuông tôi xin kết thúc cái video đưa mọi người đến giới thiệu một cái căn biệt thự nhà chị Diễm giá thì còn thương lượng 25 tỷ ngân hô ngân hàng hỗ trợ cho vay 70 phần trăm và tôi xin kết thúc cái video rồi Xin chào quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại